có một tuyến cao tốc kết nối với các địa phương khác, từng là nỗi trăn trở và mong ước của nhiều thế hệ lãnh đạo và nhân dân Cao Bằng. Tuyến cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh được khởi công, hứa hẹn thay đổi bộ mặt kinh tế xã hội cho tỉnh biên giới này. Khi hoàn thành và đưa vào sử dụng, quãng đường di chuyển từ Cao Bằng đi Hà Nội hay các tỉnh Hải Phòng, Quảng Ninh được rút ngắn, giúp tiết giảm chi phí vận chuyển, mở thêm nhiều cơ hội phát triển các hoạt động thương mại biên giới. Giai đoạn 1 của tuyến cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh có tổng chiều dài hơn 90 km, trong đó đoạn qua tỉnh Cao Bằng khoảng 41,5 km, nằm tại hai huyện Thạch An và Quảng Hòa. Tổng diện tích đất cần thu hồi, giải phóng mặt bằng lên đến gần 260 ha. Ngày 27 tháng 1 năm 2024, tỉnh Cao Bằng đã phát động chiến dịch cao điểm 100 ngày đêm hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng tuyến cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh, với mục tiêu đến ngày 15 tháng 6 năm 2024 sẽ hoàn thành bàn giao 100% mặt bằng cho chủ đầu tư. Hưởng ứng chiến dịch giải phóng mặt bằng, gia đình ông Hoàng Văn Trọng và 40 hộ dân ở xóm Nà Tục, xã Đức Xuân, huyện Thạch An đã đồng ý bàn giao mặt bằng. Toàn bộ tài sản của gia đình ông Trọng gồm ngôi nhà, mảnh vườn, hai ao cá cùng khoảng 2.000 m2 ruộng cấy lúa đã được bàn giao để đơn vị thi công gấp rút triển khai dự án. Khu này dân cũng nhiệt tình lắm, cho phép làm luôn, họ ký xuống để mà giải phóng mặt bằng để anh em thi công, nhưng mà chưa được tiền đồng nào đâu. Bây giờ bà con tin tưởng mới ký cho anh em họ làm hết rồi. Bây giờ đã lu hết rồi đó. Công trình bây giờ đang làm ở mầm này. Tuyến đường này để càng nhanh càng sớm càng tốt, giải phóng được mặt bằng để cho bà con đi. Để mai mốt tỉnh mình còn được phát triển nhiều chứ. Để phát động chiến dịch cao điểm 100 ngày đêm hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng tuyến cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh, các địa phương đã thành lập các tổ công tác đến tận thôn xóm và mỗi hộ gia đình để làm công tác vận động tuyên truyền, giúp người dân hiểu rõ quyền, lợi ích cũng như vai trò của tuyến đường với sự phát triển của kinh tế xã hội địa phương. Ngay khi nhận mặt bằng, chủ đầu tư đã huy động máy móc, nhân lực nhằm tận dụng tối đa thời gian thi công trước khi mùa mưa. Tất cả với mong muốn kịp thông tuyến theo kế hoạch vào ngày 1 tháng 1 năm 2026. Theo đại diện Công ty Cổ phần Xây dựng Công trình 568, ngay sau khi hỗ trợ người dân di rời, đơn vị đã tranh thủ thời tiết, ủng hộ tăng ca làm việc liên tục với 5 mũi thi công cùng hàng trăm thiết bị phương tiện. Những bà con có sự đồng thuận rất là cao, ủng hộ cao. Đến cái thời điểm hiện tại là các cái hộ đã bàn giao mặt bằng cho các đơn vị thi công hầu như là chưa nhận được tiền, chưa ai nhận được tiền. Nhưng mà người dân cũng đã đồng thuận và bàn giao. Nhưng nhà thầu cũng là nhà đầu tư thì cũng tham gia trong công tác giải phóng mặt bằng ngay từ đầu, với từ các cái tổ kiểm đếm nên rồi là cũng đi cũng tuyên truyền, cũng vận động với những cái hộ mà với những cái hộ mà trong cái diện phải di rời thì đơn vị cũng sẵn sàng hỗ trợ. Nhưng mà cũng tranh thủ những cái thời tiết ủng hộ thì chúng tôi sẽ thi công tăng ca để nhanh cái thời gian thời điểm làm đầu ngày và kéo dài cái thời điểm kết thúc cuối ngày. Song song với công tác thi công đang được gấp rút triển khai tại công trường, các địa phương vẫn tiếp tục rà soát kết quả khối lượng kiểm đếm và hoàn thiện các bước thủ tục hồ sơ theo quy định. Trong đó, chú trọng nhất là đảm bảo bố trí tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án.